Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với đoàn thống đốc ba tỉnh miền Trung của Argentina. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và kinh tế thương mại toàn cầu có nhiều biến động. Hiện Argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latin sau Brazil và Mexico. Trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Argentina tại khu vực Đông Nam Á và thứ sáu trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đồng thời nỗ lực hơn nữa để đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương và đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án hợp tác hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, đồng thời đẩy việc đàm phán thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực kiểm dịch động thực vật và xác định các sản phẩm nông sản theo thứ tự ưu tiên của hai bên để đưa vào danh sách các mặt hàng đề nghị xem xét mở cửa thị trường.